Đầu Cầu Trần Tiến xin chào tất cả anh em cần thủ đã đến với kênh Đầu Cầu của em nha quý anh em. Thì hôm nay em sẽ cáo anh em một số cây cần anh em. Ở đây nó có cần bãi anh em, hàng bãi nha. Và có cây cần Shimano vít mới nè. Cây này cây cần mới chưa qua sử dụng. Bộ khoang nói chung rất là khủng luôn. Chất liệu cần là carbon nha. Ở đây trong cần bãi thì nó có những cây cần phíp có carbon có. Anh em mua là phí cước 30.000 toàn quốc anh em, 30.000 toàn quốc. Nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Đó, rồi, giới thiệu anh em cây cần đầu tiên giới thiệu cho trước cái máy đi. Cái máy này là máy một anh em, máy một, cây này con máy ngang tay phải. Con này dành cho anh em sưu tầm anh em mà, cây này made in Japan nha. Con máy này hãng Kurozio anh em, No 55. Nói chung về hình chứa vệ sinh thì nó cũng hơi dơ dơ chạy chạy anh em về tốt lại. Này giật lại. Đủ thế loại. Nứt gì. Nói chung máy này sưu tầm ok nè. Này bắt đầu 2 chiều nha. Đó, chế độ 2 chiều. Bật qua là một chiều. Đó. Con này cũng chả có cái gì mà để giới thiệu hết nhưng mà để em sưu tầm ngon nè. Rồi con này mã 1 anh em, máy số 1 nha, máy số 1 giá 250. Thế máy số 2 con này con Shimano China nè. Made in Malaysia nha. Con này size tương đương của nó 1000 thôi. 1000 bia anh em ơi. Hệ thống ABS. Quay êm lắm. Con này thì không có chế độ 2 chiều anh em. Cái dòng máy này nó chỉ có 1 chiều. À đây có chế độ 2 chiều đây, bật này qua. Bật qua đây là 1-2 chiều nè. Đó. Bật lại là 1 chiều nha, bật lại là 1 chiều nè. Con này cước số 2 vô đường 100m nè. Số 2 cước số 0.25 vô 90m, cước số 2 đường 100m. Con này máy số 2 giá 270 nha. Con đánh lua không? Con này chuyên cho anh em câu lua nè. Máy số 2 giá 270.000. Rồi tới cây cần số 3 nè. Cây cần này thì nó không có mã số. Anh em nào mua thì cứ báo em này cần vít Shimano 1.8 là được nha. Cần vít Shimano 1.8 được. Dàn khoang đây. Khoang này khoang Fuji. Fuji 6 chân gòn anh em. Titanium. Đó. Fuji 6 chân gòn. Titanium anh em à. Có viết chữ hết nha. Xít đây. Đề 3 này 30 nè. Đề 3 30. Cây này anh em thường gọi này khoang này khoang khoang GV nha, Fuji GV. Cái bộ khoang này dành cho anh em câu câu chống sắn nè. Dàn khoang chống sắn. Ngọn rất là cứng, cây này dít nhanh nha. Dít nhanh, chất liệu cần là carbon. Cây này thì lô của nó là 20 đến 40 LB là tương đương với tầm khoảng cây này dít cứng lắm á. Thì cái này một bao là bao nhiêu ký ta? Bao nhiêu gram? Nói chung cây dít nặng nè, cây này dít cỡ 100 mấy chục gram á. Dít cứng. Lực của nó 20 ký nè. Bia 3 đến 5. Dài 1.8 nè. Cây này cây cần Shimano Shimano Speedmaster nha. Dài 1.8 dít. Đó. Cần đẹp lắm. Cán này chưa, nói chung là chưa xài nó còn niêm phong siêu nè. Dàn khoang anh em xem dàn khoang nè. Khoang đã chưa? Khoang Fuji Sigon nha. Titanium. Rồi, cây này cây cần Shimano dài 1.8. Cây này bán cho anh em là cái này em nhập giá tốt, bán giá tốt nha. 1.350.000 thôi. Cây này bán cho anh em 1.350.000 anh em, 1.350.000. Cái bộ khoang này không thì anh em luôn đã là gần cả triệu bạc cái bộ khoang này rồi. Không rẻ đâu nha, bộ khoang này không gần cả triệu rồi đó. Nhưng mà em nhập được giá tốt em bán cho anh em giá tốt thôi. Okay. Rồi tiếp qua mấy cần bãi nè, cây này cây cần 5 khúc nha, 5 khúc mới đứng, cây lua, cây này thì nó bị gãy nè, nó không phải, nó bị sụp cái đầu bu nè, đây, cái đầu bu đây nó bị gãy đầu bu nè, bị sụp ngang đầu bu, anh em giờ tháo chỉ ra tới đây thôi, anh em đóng đầu bu vô chơi, khoang Fuji bát hãng nè, cây này dài 1.65 thôi, chất liệu cần là carbon nha, đây, 5 khúc, nói chung là về đóng đầu bu vô chơi, cây này nếu mà em gắn đầu bu vô, cây này em bán khoảng tầm chắc cũng 500 ngàn nè. Cán này thì nó bị chuột hơi gặm tí, không sao nha, về câu kéo bình thường. Mã cái này 357, nặng 82 gram, ngọn 2 đi 2, góc 10.5. 357 này giá 200 ngàn. 357 này bán cho anh em 200 ngàn nha. Tới 358 này cây cần lua nè, lua rút nha, rút mini, khoang nó khoang Fuji nè. Bát của nó bát vặn inox anh em ơi. Cây này nó là cần mềm, cây độ cứng UL thôi, dài 1.65m. Độ cứng UL. Lực của nó là lua của nó là 11 đến 10 gram. Cây này nó mềm nè.
Lực là 4 đến 2 đến 8 lb, Made in Korea nha. Hãng Swift. Nói chung là cây này thì anh em câu dạng như câu cảm giác á. Cây này câu cá cháp, cá hành, cá giò, cá nâu cũng ngon, câu mực cũng ngon, mềm. Cứng ul thì dành cho anh em thích câu cảm giác thì lượm cái này mất đứt đít nha, cây này mất đứt đít. Cái này như bữa em bán rồi mà nó bị mất đứt đít, bị khách hồi lại. Cái này mã cho anh em 358 nha. Nặng 82 gram, ngọn 1-1, góc 7,3 anh em ơi. 358 này bán cho anh em 450. 450.000. Tới 359 này, cây cần 1 khúc nè. 1 khúc cây này lua mấy ngang. Cây này lua mấy ngang. Cây này T5 vậy nè. Cây này đánh dạng như đánh bay rem á nè. Cây đánh đánh bay rem, đánh lai rem ngon. Dài của nó là chỉ có một không lấy chiều dài đây, 1m25 anh em ơi. Cây này câu bay rem, câu lai rem, câu mực cũng được luôn nha. Dài 1m65. Khoan Vujicic. Cái dàn khoan Vujicic nha anh em. Nguyên dàn khoan Vujicic luôn. Nói chung cần rất là ngon. Mấy ngàn. Mã cho anh em 359 nha. Nặng 149 gram, ngọn 1-7, góc 6,8 nè. 359 thì giá 600.000 thôi. Một khúc mà em bán 600 nè. Tại nó cái dàn khoan xích. Cái dàn khoan đó không, cái khoan này cũng phải vài trăm rồi, vài trăm bộ khoan này rồi nha anh em. Tới 360, một cây cần súp lở nè. Dài 3 mét coi, cái này Terracaster nha, chất liệu cần là carbon. Khoan hãng bát hãng nè, hãng SZM. Đây. Khoan hãng bát hãng, độ cứng 23 mét. Cây độ cứng 23 mét nha, chất liệu cần là carbon. Nói chung cần đẹp. Nói chung có chạy, chạy ít thôi. 360. Nặng 170 gram, ngọn 2 ly, góc 18,8. 360 này giá 200. 360 này bán cho anh em 200 nha. Tới 361, cây này cây cần 3 khúc anh em. 3 khúc nha, 3 khúc lăn xê. Chất liệu cần nó fit đỏ nha. Khoan nó là khoan Fuji. Khoan Fuji, bát Fuji, dài 2m7 thôi. Khoan Fuji, bát Fuji, dài 2m7 anh em ạ. Cần nói chung khá là ngon. Rồi, cây này độ cứng cái này tương đương là khoảng tầm 80 nha anh em. 80-27. Cây này mã cho anh em 361 nha. Nặng 370 gram, ngọn 2 ly 9, góc 22,7 nha. 361 thì giá 300.000. 361 thì giá 300.000 nha. 300.000 cho hãng Olympic. Tới 362 này cần 3 khúc luôn, 3 khúc lăn xê nè, câu lăn xê, câu sông, câu hồ, câu biển nha. Chất liệu cần nó phíp đỏ nè. Chất liệu cần là phíp đỏ nha. Cái này hãng Olympic dài 2m7 nè em ơi. Độ cứng cây này cũng tương đương 80 luôn, hai cái đó là độ cứng ngang nhau luôn nè. 80-27, nhưng mà cây xanh, cây cam. Thích cây màu nào lượm cây màu đó nè em ơi. Cần nói chung rất đẹp á. Ngọn là ngọn tháp xài thủy tinh nha, khoan bát Fuji. Đó, khoan bát Fuji nè em ạ. Cây này mã cho anh em là 362 nha. Nặng 420 gram, ngọn 2 đi 7, góc 22,3. 362 giá 4, giá 500 nè, giảm còn 300 thôi. Cây này em đang thanh lý nè. Thanh lý em giảm sâu, em không có lời đâu. Em bán chủ yếu là bán chạy thanh lý hàng đi nè. Để nhập lô mới về nè em ơi. Rồi, 362 giá 300 nha. Tới 363 này cần 3 khúc lục, câu lục, câu sông, câu hồ, câu biển, câu là bà bạc bãi nè. Khoan Fuji, bát Fuji, chất liệu phíp nha. Cần thì rất là đẹp. Độ cứng cái này tương đương của thằng lục là khoảng tầm 25. Còn cứng của lăn xê khoảng tầm 60. Nó cứng lục khoảng 25, mà cứng lăn xê khoảng 60 nha em. Cây này dài 3m6, hãng Daiwa nè. Chất liệu cần là phíp. Cây này hình đẹp nha, quay mới tin nè. Mới lắm nha anh em. Rồi cái này mã cho anh em 363 nè. Nặng 498 gram, ngọn 3-2, góc 25,6. 363 giá 300. 363 này bán cho anh em 300.000. Tới 364 này cần tay nè. Cần tay lóng dài, dài 7m2 thôi. Chất liệu cần là carbon. Cây này hồi trước mấy thằng Nhật nó quấn khoen nè. Nó vô khoen mấy cái đầu này. Em tháo ra anh em ơi. Nó
nó từ cần tay nguyên bản mà nó gắn khoan vô nó câu khoan á. Đây ngọn này, ngọn cây này khá là to nè, cây này anh em lấy thì em gắn đầu dây vô, gắn đầu dây vô em gửi nha. Nói chung câu kéo mấy chỗ này dính keo nè, dính keo của cái khoan cũ mấy Nhật nó gắn á, thì nói chung bình thường thôi. Cây này cứng á anh em, cây này nó cứng khoảng cỡ 5h á, cây này cứng khoảng 5h nha, cứng rút ra nó thẳng thẳng cần ok lắm á. Cây rút ra thẳng cần ok lắm anh em, cứng này khoảng 5h á, ngọn to. Rồi cái này mã cho anh em 364 nha, nặng 523g, ngọn 2 ly 3, góc 28 nè. 364 giá 500.000. Cái này bán cho anh em 500 thôi. Ok chưa? Cái 365 này cây cần súp lở nè. Đầu cứng 23m9 này. Cây này chất liệu cần là carbon hãng Shimano, ngoại hình nói chung chày cũng khá là nhiều. Đây. Bát Fuji, khoan thì không có. Cái này bán phôi nha anh em. Bán phôi cho anh em về xả tay. Xả tay câu gường. Cứng nha, cây này rút nếu mà xả tay cứng lắm á. Cây này cứng chắc cỡ mười mấy hát luôn. 15-16h luôn á nè. Rút ra thẳng tưng. Đóng cá lớn được. Cây này nói chung là em báo rõ là cây này chạy nhiều nha. Cây này chạy nhiều nha anh em. 365 nè, chạy nè. Nặng 290g, ngọn 2 ly 3, góc 21. 365 này giá 250 thôi. 350 mà bán còn 250 anh em. 365 giá 250.000. Cái 366 này ISO khoan nhỏ nè. Khoan Fuji, bát Fuji anh em à. Dài 4,5m nha. Cây này dành cho anh em câu hai cá hành. Cây này câu cá hành nha, không thích có thể tháo khoan làm cần tay cũng được. Đó, không thích có thể tháo khoan làm cần tay. Nói chung cần thì cũng có chày dăm dăm. Nhưng mà còn đạt khoảng 80%. Cây còn đạt khoảng 80% nha anh em. Đây. Cái này mã cho anh em 366 nha. Cứng 2 4,5m. Nặng 264g, ngọn 1 ly 7, góc 18-18. 366 này giá 400. Cây này em bán 500 nha, giảm còn 400 thôi. Hãng cái này hãng NFT nha, hãng này hãng NFT. Rồi tới 367 này cần súp nè. Súp khoan gập nha. Chất liệu cần là phíp. Khoan Fuji, bát Fuji, dài 4,5m thôi. Khoan Fuji, bát Fuji dài 4,5m. Đầu cứng 20 nè. Đầu cứng 20 4,5m nha, ngọn cái này mềm. Còn cứng theo lăn xê, cái này cứng khoảng tầm chắc cũng 40 lăn xê. Cần chung khá đẹp á, mới. Có chạy không đáng kể đâu. Cái này mã cho anh em 367 nha, nặng 527g, ngọn 2 ly 1, góc 28,7. 367 giá 300. Tiếp tục anh em ơi, nãy em có điện thoại nha. Rồi cái tiếp theo cái này mã cho anh em 368 nha. Cây này cây cần Shimano độ cứng 25m4 anh em ơi, Shimano Hyundai ISO nha. Khoan Fuji, bát Fuji. Chất liệu cần là carbon, đây. Không. Khoan Fuji, bát Fuji anh em ạ. Cần nói chung khá đẹp á. Nói chung mới nè. Cây còn mới tinh. Mới tinh nha. Trùng cây còn đẹp lắm, cây còn đẹp khoảng 90% nè. Lóng phôi ok lắm nha. Cây này mã cho anh em 368 nè, nặng 216g, ngọn 1 ly 8, góc 19,5. 368 này giá 500. Rồi 368 giá 500. Cái 369 này cây cần lua máy đứng nè. Lua máy đứng nha, khoan Fuji, bát Fuji nè. Chất liệu cần là carbon nha. Khoan Fuji, bát Fuji. Đây. Cần nói chung khá là đẹp á. Cây này mã cho anh em là 369. Cây nặng 1m8, độ cứng L thôi, hãng Ryobi nha, made in Malaysia. Cây lua tầm khoảng 10g, 10g quay đầu nha. Cây lua tầm khoảng 10g thôi, 10g quay đầu. Cây này 369 nè, nặng 108g, ngọn 2 ly 7, góc 9,4. 369 này giá 300.000. 369 này bán cho anh em 300.000 nha. Rồi tới 370 là cần 2 khúc nè. Chất liệu cần là carbon nha, nhưng mà cái khoan của nó khoan nha. Khoan hãng bách hãng nha. Cái keo chỉ nè, keo chỉ của nó bung nè. Không sao nha, cái này anh em về một để chơi vẫn bình thường.
hai là anh em đưa thợ nó xử lý keo lại, đi xử lý mấy cái keo lại chắc mới cũng cả ba bốn năm, một cái khoan này lấy chắc cũng 10 15 ngày 20 ngàn. Đây thì nó có 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Còn làm đi hết cái dàn khoan này chắc nó lấy cũng 200 nè. Nghe cái này em bán rẻ cho anh em thôi, bán rẻ cho anh em về xử lý nha. Hoặc để về chơi cũng chả ảnh hưởng gì đâu. Nè, không thấy nó rừng rừng lên không? Cây này anh em một để về chơi, hai là xử lý lại. Cây này độ cứng 80 27 nè, chất liệu cần là carbon nha. Khoan hãng bách hãng. Cây còn đẹp, nếu mà anh em lên chỉ lại, lên keo lại nó sẽ đẹp lắm nha anh em. Cây này thì nếu mà tới tình trạng bây giờ cây này em khoảng báo khoảng cho anh khoảng 75% thôi. Ok chưa? Cây này mã cho anh em 370, nặng 313 gram, ngọn 2.7, góc 16.7. 370 giá 500, giảm cho anh em còn 200 300 thôi. 370 giảm cho anh em còn 300 ngàn nha, 300 ngàn thôi. Tới 371 nha, cây cần rút anh em. Rút dài 3 mét nè, Enso pin nè, chất liệu phíp nha. Chất liệu cây này bằng phíp. Khoan nó khoan inox, khoan inox loại đá sứ nè. Đầu cứng 20 23 mét. Còn cứng lăn xê khoảng chắc cũng 40. Rồi, cái này mã cho anh em là 371 nha. Cái này ngọn của nó em nghĩ tầm khoảng 2 đi 2 đi rưỡi thôi. Đó, 371 giá 120.000 thôi. Cái này em nãy em thấy có sót sót em dục vô em bán rẻ cho anh em. 371 giá 120. Tới 372 này ISO khoan nhỏ nè, đầu cứng 3 4 mét rưỡi nha, hãng Buip. Hàng nội địa của thằng Trung xuất Nhật anh em ạ. Made in China nha, khoan Fuji, bass Fuji. Hãng Buip thì nói chung chất lượng nó rất là tốt nha. Đây. Khoan Fuji, bass Fuji. Đầu cứng 3 4 mét rưỡi nha. Cây này đẹp lắm, cây này mới chát à. Mới tình. Cái này mã cho anh em 372 nè, nặng 227 gram, ngọn 1 đi rưỡi, góc 19. 372 giá 400. 372 này bán cho anh em 400 ngàn nha. Tới 373 này cái cần ISO khoan nhỏ luôn. Khoan Fuji nè. Nói chung cây này thì quay hình nó hơi cũ nè. Cây này dài 5m4 nè. Khoan bass Fuji, cây này anh em về xả tay ngon. Cây này bán rẻ thôi, bán rẻ cho anh em 300 thôi. Anh em về xả làm gần tay ngon. Cây này nói chung là về anh em phô nó ok lắm, phô dày lắm á. Cây này nếu mà xả tay cứng nó tầm khoảng chắc có 4H anh em. Cây này cứng xả tay cứng khoảng 4-5H á. Rút ra thẳng tưng cây cần nè, thẳng lắm, rút ra thẳng tưng cây cần luôn. Cây này xả tay cũng 4-5H đó nè. Rồi, cây này 5m4 nha, cây này mã cho anh em 373 nè. Cây này nặng 320 gram, ngọn 1 đi 8, góc 21. 373 này giá 400, mà em giảm còn 300. 373 này giá 300 ngàn, 300k. Tới 374 nha, 374 này cần ISO khoan nhỏ nè. Chất liệu cần là carbon, khoan Fuji, bass Fuji. Bass F7 nha nè, bass F7. Cái này hãng Olympic dài 6m3 nha. Cái này xả tay ngon. Mấy cây 6m3 này xả tay ok nè. Mà ba giá có 400 nha. Có thể cái này 400 ngàn anh em mua cây cần tay nguyên bản 6m3 có gơ khoảng tầm 8-900 á nè. Nhưng mà anh em muốn chơi ngon mà bổ rẻ lấy mấy cái này xả xuống cánh rất là ok. Mấy cái này cái chất lượng phone nó tốt hơn cần tay nguyên bản nhiều. Phô nói chung cũng khá là ổn á, có chày dăm dăm nè, nên thấy rõ không? Nhưng mà nhìn còn khá là ổn nha. Với cái giá này thì anh em luôn anh em như giá lận chết vậy, giá rất là mềm. Cái này xả tay cứng nó tầm khoảng chắc cũng 5H anh em. Cái này xả tay cứng khoảng 5H nha, cần ngon á. Rồi cái này mã cho anh em là 374 nha, nặng 500, nặng 450 gram, ngọn 2 ly, góc 25.5. 374 này giá 400 ngàn thôi. 374 này bán cho anh em 400 ngàn. Hãng Olympic nha. Cái này hãng Olympic. Rồi tới 375 nè. 375 này cây cần rút rống dài nè. Dài 4 mét rưỡi nè. Khoan nó khoan đá sứ chân sắt nha. Khoan đá sứ chân sắt. Bát nó bát hãng. Nói chung khoan hãng bát hãng đó nè. Đây khoan hãng bát hãng nha. Đầu cứng cái này tương đương 25 thôi.
25 4,5 m. Cần đẹp lắm. Mấy cái này anh em về câu lăng xê ngon. Rồi, 375 nha, nặng 479 g, ngọn của nó là 2.7 ly, gốc 29. 375 này giá 180 nè, 375 này bán cho anh em 180 ngàn. Rồi tới 376 nè. 376 này cây cần rút luôn, dài 4,2 m nè. Khoan hãng bách hãng nè. Cây cây đẹp. Khoan hãng bách hãng, chất liệu cần là phíp nha. Đầu cứng cái này 25, 25 4,2 m. Mấy cây này đẹp lắm nè, nó mới tinh. Mới chát. Rồi cái này mã cho anh em là 376 nha. Nặng 491 g, ngọn 3 ly, gốc 29. 376 nè, 376 này bán cho anh em 180 nha. 376 giá 180 ngàn. Tới 379 này cây gần dài 3,9 m thôi. Khoan hãng bách hãng nè, đá sứ nè, lòng đá sứ đàng hoàng. Khoan hãng bách hãng, chất liệu cần là phíp. Đây. Chất liệu cần là phíp nha. Đầu cứng cái này tương đương là 25. 25 3,9 m anh em ơi. 25 3,9 m. Cần ngon. Cái này hãng Kington anh em, Kington nha. 377 nè. Nặng 337 g, ngọn 2.8, gốc 24 nha. 377 này bán cho anh em 180. 377 giá 180. Tới 378 nha em ơi. Cây này dài 3,9 m thôi. Khoan hãng bách hãng, đá sứ đàng hoàng nha, khoan đá sứ. Đó, khoan hãng bách hãng, chất liệu cần là phíp anh em. Đầu cứng 25 3,9 m. Phôi thì đẹp lắm, phôi nó mới tinh. Đầu cứng 25 3,9 m nha anh em. Đây. Mới lắm. Cái này em chưa tút á, cái này anh em về tút cái bộ khoan lại cho nó bóng bẩy nữa là nhìn nó như mới luôn em. Rồi cái này mã cho anh em là 378 nha. Nặng 349 g, ngọn 2.2, gốc 23,5. 378 này giá 180. 378 giá 180. Tới 379 cây này cần rút anh em, cây này dài 3 m thôi. Chất liệu phíp, cây này ngoại hình nó xấu nè. Khoan Fuji nha, được cái có bộ khoan Fuji cho anh em. Khoan Fuji, bát Fuji, cây này mất cái kẹp nè, anh em lấy thì em sẽ tìm cái kẹp gắn vô. Kẹp gắn hoàn thiện cho anh em nha, yên tâm đó. Đầu cứng cây này tương đương là khoảng 25 3 m nha em ơi. Cây cứng 25 3 m nha. Còn cứng theo lăng xê cái này cứng khoảng tầm 40 lăng xê nè. Cứng theo cần lục thì cứng 25. Rồi cái này mã cho anh em 379 nha, nặng 313 g, ngọn 2.7, gốc 21,3. 379 giá 220. 379 thì giá 220 nha. Rồi tới 380 nè. 380 cây này cây cần dài của nó là độ cứng 25 4,5 m nè. Cây này cần lục nè. Câu bạc vào biển nha. Chất liệu cần là phíp nè, khoan nó khoan hãng đá sứ nha. Đầu cứng 25 4,5 m. Phôi đẹp quá, cây này mới nè, anh em nhìn nước phôi nè. Sao mà chịu nổi. Nước phôi nó ok lắm. Ở đây nó có hơi bị chốc lớp keo, lớp sơn nè. Chốc miếng lớp sơn tí thôi, à, thấy chưa? Cái bà ấy. Yes. Anh em về sơn cái này màu đỏ là cho đẹp nha. Còn này 380 nha, nặng 572 g, ngọn 2.9, gốc 30,4. 380 giá 180 nha. 380 giá 180. Cái 381 này cần hơi chi nè. Hãng whip anh em. Made in China. Chất liệu cần là carbon, khoan Fuji, bát Fuji nha. Cái này dài 2 m. Dài cái này 30, ba đầu cứng 31 m 8 à. Cây cứng 30. Không biết chữ 30 rồi. Không biết dài mét mấy rồi. Đúng rồi. Không dài tới 1m8 nữa mà. 90 mét 77 mấy à. Mét 65 mét 7. Cái này dài mét 7 anh em ơi. Dài mét 7. Nguyên bản chứ không có gãy đọt, gãy meo.
Cây này 381 nè, nặng 122 gram, ngọn 1.7, gốc 17.6. 381 là giá 500, cây này em bán 600 nè, giảm còn 500 thôi. Cây này dành cho anh em câu bè nha, câu bè, câu câu thiền, câu re gì. Câu mực cũng được. Rồi, 381 giá 500. Tới 382 là cần ISO cây nhỏ, một cái cần hãng Daiwa nha. Daiwa ISO cây giá cây da anh em. Độ cứng 1.5 5m3, made in Korea. Khoan Fuji, bass Fuji. Khoan Fuji, bass Fuji. Chất liệu cần là carbon nha. Mấy cây này chất liệu cần của nó carbon hết. Đây. Khoan Fuji, bass Fuji nha anh em. Đây. Cần nói chung đẹp lắm, mới. Cần ok nha, đây có chày chút xíu. Nói chung chày này chày do xước cát thôi, chứ không có lỗi lóng gì nha. Câu kéo ngon lành. Rồi cái này mã cho em 382 nha. Nặng 236 gram, ngọn 1.5, gốc 20. 382 và giá 508, giảm cho em còn 500 ngàn. 382 này giá 500k nha, 500 ngàn. Tới 383 này ISO khoan nhỏ nè. Cây này cây GRAM nha. Chất liệu cần là carbon. Khoan Fuji, bass Fuji. Cây này thì cái thông số trên cần nó chóc hết rồi nè. Nó không có còn để nha. Thông số trên cần nó chóc hết rồi, không còn để. Khoan Fuji, bass Fuji nè. Cây này 1 lóng, 2 lóng, 3 lóng, 4 lóng, 5 lóng và 6 lóng. Cây này dài khoảng tầm 5m3 nha. 5m3. Độ cứng cái này tương đương độ cứng số 2 thôi. Số 2 5m3 nè mà. Nói chung cần, nói chung là không có chạy á, chạy anh em chứ không phải chạy không chạy đâu. Đây, chạy nè. Nhưng mà cần nói chung còn khá là đẹp. Cây này còn đạt khoảng 70-75% nè. 70-75%, câu kéo ngon lành, không lỗi. Nói chung cây này chạy nhiều nha. Rồi, cây này không có thông số, bán anh em 300 ngàn thôi. 383 anh em, nặng 247 gram, ngọn 1.2, góc 19. 383 này giá 400, giảm còn 300. 383 này giá 300k. Rồi tới 384 anh em, một cây cần ISO cây nhỏ nè, chất liệu cần là carbon. Khoan Fuji, bass Fuji, cây này hãng Daiwa nha, độ cứng 5.4. Cây này thì bữa tao nó bình chủ nhật cho nó quấn keo nè, quấn băng keo nó giờ em tháo ra nó còn cái lằn. Nè, không nhưng mà gỡ ra vẫn ra, nhưng mà nó này nó cực lắm anh em, nó cứng á. Lâu năm quá keo nó cũng chai, nó cứng ngắt à. Mà ISO khoan nhỏ mà độ cứng số 5 thì rất là hiếm nha anh em. Chứ không phải không hiếm đâu. Mấy cái đó đa số là cứng số 1, 2, 3 là nhiều, 4 là ít rồi, 5 hiếm. Chất liệu cần là carbon nha. Cái này nói chung mấy cái lóng trong đẹp lắm. Mấy lóng trong ok lắm nè. Người cái lóng gốc ở ngoài nó do cái dính nó, tụi nó quá quấn băng keo á. Quấn băng keo em tháo ra nó bị sần sần sần, đây có chày. Sần 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 nhìn nó hơi thô nè. Cái lóng gốc gì lóng kế gốc nè, nó quấn băng keo nè anh em thấy nha. Em tháo ra nó cứ sừng 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 nha. Lấy dầu lấy gì, lấy xà bông chà, lấy dầu chùi rồi lấy nhớ, lấy aceton chùi cũng chả ảnh hưởng. Cái này anh em nào về mà biết xử lý mấy cái này á thì anh em mua về xử lý là đẹp nha anh em. Cái này mã cho anh em là 384 nha, nặng 527 gram, ngọn 2 ly, gốc 29. 384 này giá 550, giảm cho anh em còn 400 thôi. 384 này giá 400. 400 ngàn. Rồi tới 385 này, cây cần ISO cây nhỏ nè. Cây này hãng Daiwa nha. Đầu cứng số 2 5.4 nè. Cây này mono carbon nè. Khoan Fuji, bass Fuji. Khoan Fuji, bass Fuji nha. Chất liệu cần là carbon. Đây. Nói chung cần khá đẹp á. Mới tình, cây này còn mới lắm nè. Cây này đẹp lắm nha. Cây này còn đẹp. Nói chung cây này nó lóng trong nó ok lắm á. Cây này còn đẹp khoảng 80%. 80-80%. Mấy cái lóng góc thì nó hơi cũ nè. Cái lóng góc thì nó quên nằm ở phía ngoài mà. Nhìn nó hơi chạy. Chạy hơn cái lóng trong. Lóng trong còn đẹp lắm. Rồi cây này mã cho anh em là 385 nha. Nặng 290 gram. Ngọn 0.9, góc 21.2. 385 này giá 450 nha. Một cây cần Daiwa nha. 385 giá 450, 450 ngàn. Cái 386 này rút đúng lỡ nè.
Cái này dài 2,4 nè, chất liệu phíp nè, hãng Nissin nha. Cái này cái hãng Nissin nè, Mighty Sport nè. Khoang Fuji, bát Fuji dài 2,4. Đầu cứng cây này tương đương, để em coi coi. Rút ra mới biết được độ cứng của nó. Cây này cứng nó tương đương khoảng tầm 20 2,4 em ơi. Cây này dành cho câu cảm giác nè. Anh em câu mà dạng như câu bè, câu gì mà dạng như câu phao á, ok nè. Câu rô, câu chơi, câu chép thì cây này lụm được nha. Cây này cưng được. Rồi cây này mã cho anh em là 386 nha. Nặng 125g, ngọn 1 đi 8, góc 15. 386 này giá 230 nè. 386 này bán cho anh em 230.000. Tới 387 này ISO khoang nhỏ nha, cây cần đai hoa nè. ISO khoang nhỏ, cây cần đai hoa nè, khoang Fuji, bát Fuji. Đầu cứng 4 3,9 nha. Đầu cứng số 4 3,9. Đây. ISO khoang nhỏ mà đầu cứng số 4. Phôi cần thì ok lắm. Chất liệu cần là phíp nha, cây này phíp anh em à. Cây này bán cho anh em 200.000 thôi. Bán cho anh em 200.000 cây này thôi. Cây này dạng như câu cá hanh, câu bè không. Rồi cây này mã cho anh em là 387 nha, nặng 282g. Ngọn 1 đi 8, góc 23,7 nè. 387 này giá 200.000. 387 giá 200. Tới 388 này cái cần 3 khúc lăn câu lục nè, câu lục, câu sông, câu hồ anh em. Câu bạc bờ biển nè, khoang Fuji, bát Fuji nha. Khoang Fuji, khoang đâu em coi khoang gì chứ. À khoang FK anh em ơi, FK này của thằng Vuka á. Đời đầu của thằng Fuji á anh em, nó vẫn là khoang Fuji nhưng mà của đời đầu. Khoang FK, bát FK. Hãng Daiwa, dài 3,3 m nè. Cây này đờ cứng có khoảng tầm 25 của thằng Cần Lục nha, cứng khoảng tầm 50 60 của thằng Lăng Xê. Nói chung cây này ngoại hình nó cũng chạy nữa, chạy nhiều quá. Anh biết bán nhiêu đây. Cây này bán 200.000, chờ cây này rẻ bèo anh em. 388, nặng 343g, ngọn 3,7 góc 21,8 nha. 388 này giá 200. 388 này bán cho anh em 200k. Rồi tới 389 là cần đai hoa, cần rút đai hoa anh em. Khoang Fuji, bát Fuji nè. Đầu cứng 50 2,1 m nha. Chất liệu cần là phíp nha. Đầu cứng 50 2,1 m, chất liệu cần là phíp. Đây. 50. Cần nói chung là ngọn người nói chung ok hết nha. Cây này đã. Cây rút thu gọn cho cả 60cm thôi. Để em coi thu gọn bao nhiêu. Thu gọn 65cm. Cây thu gọn 65cm nha anh em. 389. Nặng 195g, ngọn 1 đi 8, góc 18,9. 389 này giá 300. 389 này bán cho anh em 300.000. Made in Korea nha. Rồi, tới 390 này gần tay nè. Dài 3,6 thôi. 390 cây gần tay dài 3,6. Chất liệu cần là phíp nha. Đây. Cái đầu ở đây thì nó bị hư rồi. Cái đầu để dây nè. Anh em lấy thì em sẽ anh em lấy thì anh em về lấy cái dây cước á, anh em quấn nó, dán keo lại nha. Làm dây câu. Nói chung cũng dễ thôi. Ồ cái này 3m36 à. Cây này cứng nó tầm khoảng 4h nè, rút ra thẳng tưng đi cần à. Rồi cái này mã cho anh em là 390 nha, nặng 132g, ngọn 1,6 góc 18,6. 390 giá 150 nè. 390 giá 150. Tới 391 cây cần cần hai khúc câu lăn xê. Khoang hãng, bát hãng nha anh em. Đầu cứng 52,7. Đầu cứng 52,7, chất liệu cần là carbon. Ở khoang hãng bát hãng, khoang hãng bát hãng. Tất cả này đều hàng bãi Nhật hết nha anh em. Hàng bãi của Nhật hết. Nói chung cây này ngon đẻ ok á, nhưng mà khoang hãng bát hãng thôi. Câu kéo ngon lành, giá rẻ. Cây này nếu mà khoang Fuji bát Fuji khoảng 700 nha. Khoang hãng để 500 thôi. 391 nha, nặng 278g, ngọn 2,9 góc 18 nha. 391 này giá 500. 391 giá 500k. Tới 392 này cây cần súp nè. Súp này súp súp carbon nha. Súp carbon nhưng mà cây này nó bị hư cái đề ba. Đây. Cái đề ba này hư, anh em về mua gắn thay vô nha. Đề ba này như trên Shopee, Lazada mấy cái sàn thương mại điện tử có bán nha anh em. Này khoang hãng bát hãng thôi chứ không phải là khoang gì đâu.
này như trên đó nó bán như là 70-80 ngàn cái khoan này nè. Đây, khoan hãng bát hãng, hư đúng cái đời ba thôi, anh em về mua đời ba gắn vô là chơi nha. Chất liệu cần là carbon. Cây này độ cứng 25 4 mét rưỡi nha. Độ cứng 25 4 mét rưỡi. Cây này anh em không thích câu câu này thì có thể tháo khoan ra làm câu gường anh em. Câu gường, câu tai, nhưng mà cây này xả tai là cứng lắm nha. Cây này xả gần gần tai nó cứng ngắc luôn, nó thẳng tưng cây cần luôn á. Phôi đẹp không? Đó. Cây còn đẹp lắm. Cây này 392 anh em, nặng 416 gram, ngọn 2 ly, gốc 23. 392 này bán cho anh em 350 thôi. 392 giá 350. Cái 393 này cần lua anh em, lua máy đứng nha. Chất liệu cần của nó là carbon, cán bằng gỗ nè, khoan Fujisic nè. Chất liệu cần là carbon nè. Cây này hãng ABI Spencer anh em, dài 2m4 nha. Cây này Seed Limited. Lua của nó là 5 đến 30 gram. Đây, có gì, lực là 5 đến 20 lb. Đó, cây này phiên bản giới hạn nè. Limited. Khoan Fujisic, bass Fuji. Nói chung cây này còn đẹp nè, còn đẹp khoảng 85%, nhưng mà nhìn cái cần nó còn rất là mới nha. Nên anh em về tút lại nữa là bao đẹp luôn. Anh em biết về cách vệ sinh cần mà cho nó bóng lên, nó sạch lên, sáng lên. Anh em vệ sinh lại nó còn đẹp nữa. Mấy cái này em chưa vệ sinh kỹ nè. Cái này mã cho anh em 393 nè, nặng 198 gram, ngọn 2 đi 2, góc 9,2. 393 này bán cho anh em 900, mà giảm còn 800 thôi. Mấy cái này made in Korea nha. 393 này giá 800 thôi. 800 ngàn. Tới 394 này cần 3 khúc nha anh em. 3 khúc câu câu sông, câu hồ nè. Câu lăn C nè. Chất liệu cần là carbon nè. Khoan Fuji, bass Fuji. Đây, màu trắng nha. Độ cứng 80, 3m3. Cây này độ cứng 80, 3m3 anh em ơi. Đây, cần nói chung rất đẹp anh em. Đây này dính keo thôi, cái này về anh em chùi nó ra hết nha. Dính keo thôi, đó nè. Nói chung mấy này không có phải bị dính, bị hư, bị gai chạy nè, dính keo thôi. Cần đẹp lắm. Cây còn đẹp khoảng 85%. Đẹp 85-90%. Ok luôn á. Cái này mã cho anh em là 394 nha. Nặng là của nó là 375 gram, ngọn 3 ly 4, gốc 17,6. 394 này giá 800, giảm còn 700 thôi. 394 này giá 700. Tới 395 này ISO khoan lớn nè. ISO khoan lớn nè. Cây này hãng Whip nè. Made in China. Độ cứng 5,4 mét nè, 4,5 mét chứ. Độ cứng số 5, 4,5 mét nha nè. Cây này đánh câu anh em, cho anh em câu lục đầu cành nè. Câu lục đầu cành mấy anh em miền ngoài Bắc á, thích cái dòng này. Đang chuộng cái dòng lục đầu cành mà lại đến gần ISO khoan lớn nè. Khoan Fuji, bass Fuji. Chất liệu cây này nó là carbon nha. Nói chung cây đẹp lắm. Cây đẹp lắm nha anh em. Nó có chày dăm dăm không đáng kể đâu. Đây có chày dăm dăm. Cây này không phải chày nữa nè. Kéo vô nó cạ giữa hai cái lóng cận nhau nè. Đây. Thì nó tạo ra cái những cái vết mà dạng như là vết dít mòn. Dít mòn. Rồi cái này mã cho em là 395 nha. Nặng 320 gram, ngọn màu đi 8, góc 21 nè. 395 này bán cho em 850, giảm còn 700 thôi. 395 này giá 700k. Rồi tới 396 này cần súp nè, súp lở nè. Cây này đầu cứng 25 4,5 mét nè. Chất liệu cần là carbon, cây này quy hình 6 nè. Quy hình 6. Chất liệu cần cây này nó là carbon, khoan vui. Khoan hãng nè. Khoan hãng bass Fuji nha. Cây này quy hình nói chung là nó từ màu trắng ngà mà xuống màu vàng luôn nè. Đúng cái này nó là màu trắng sữa. Giờ nó màu vàng luôn à. Nó ngà xuống nè. Đây, đúng cái màu này màu nguyên bản của nó nè. Em nhìn hai cái màu này. Này nó ngà vàng nhiều quá, cái góc nó ngà xuống vàng nhiều quá. Độ cứng 25 4m2. Cần đẹp quá. Dùng khá mới nè. Cần ok á. Cái này mã cho anh em 396 nha. Nặng 423 gram, ngọn 2 đi 7, góc 24,5.
396 này giá 350 nha, 350 nha. Rồi cái 397 này cần ISO căng lớn nè. Cây này dài 5m4 nè. Khoan Fuji bát hãng. Hãng SZM nha. Khoan Fuji bát hãng nè mà. Đây. Đầu cứng cây này tương đương đầu cứng, chắc đầu cứng số 4 thôi. Số 4 5m4. Cần nói chung ok á. Lóng gốc nói chung hơi chày chày chút xíu nè. Thấy rõ nha, nói chung còn đẹp lắm nè. Cây này chỉ có đóng gốc này nó hơi xấu rồi, còn lại mấy đóng trên đẹp lắm. Đóng gốc này nhìn nó hơi xuống nước nè. Cây đúng màu đỏ luôn mà nó xuống nước còn màu, mà nó thành màu hồng luôn em ơi. Rồi cái này hãng Suzumi nha. Cái này dính dơ thôi, về chùi nó ra. Con này 397 nè. Nặng 379g, ngọn 2D2, góc 21,6 nha. 397 này bán cho anh em 750, giảm còn 600 thôi. 397 này giá cho anh em 600.000. Rồi, anh em lấy cây nào thì cứ alo cho anh em nha anh em. Alo cho em. Rồi, cảm ơn anh em. Hẹn anh em các video kế tiếp.